Hello, xin chào quý các bạn đang quay trở lại với Kênh Biên Hòa City. Hiện tại bây giờ Phú đang có mặt tại khu vực ngã ba Vườn Mít. Hôm nay là ngày 23 Tết, là ngày đưa ông Táo về trời. Phú lại tiếp tục đưa quý vị các bạn ta tiến vào khu vực quảng trường Biên Hòa, hay gọi là chợ hoa này. Ở đây người ta có diễn ra hội chợ hoa xuân năm 2021. Thì hôm bữa là Phú đã cập nhật tình hình ở đây rồi, ngày đầu tiên. Hôm nay Phú lại tiếp tục vào đây quay cho quý vị xem là tình hình hôm nay chợ hoa ở đây như thế nào. Quý vị xa nhà xa quê hương xem video cho đỡ nhớ. Wow, đây người ta đang xuống một cây mai trúc phỉ rất là lớn và đẹp, những cái chậu mai rất là lớn đây quý vị. Chậu mai này thì chắc chắn là giá trị rất là cao ha. Đấy. Hôm bữa Phú quay ngày đầu tiên quý vị xem thì chưa có những cái chậu lớn như thế này. Đấy, hôm nay thì có những cái chậu rất là lớn. Đó. Mai có thể rất là lớn. Đi quay quảng cáo cho mấy anh nè. Đi quay quảng cáo cho mấy anh nè. Cho mấy anh mua máy bán đắt. Nữa bên cây nào anh? Internet hả? Sao anh? Internet hả? À, đúng rồi, YouTube nha. Anh ở bên cây nào? Sao anh? Anh ở bên cây nào? Cây nào Kênh nào hả? á? Biên Hòa City nha anh nhé. Dạ. City à? Như hồi City là kênh Biên Hòa ta Chỉ quay Biên thường Hòa thôi. Chỉ quay Biên Hòa thôi. thường xuyên quay video chợ hoa rồi với ấy Dạ, đúng rồi, thì mấy ngày hôm nay, mấy ngày gần Tết này thì cập nhật tình hình cho bà con coi thôi. Dạ. Ok. Mấy hôm nay anh bán được ok không? Chung là cũng chậm. Anh Chắc là cũng về được mấy ngày rồi? Anh về được mấy ngày rồi? mới lấy ngày hôm qua à? À, mới đến ngày hôm qua hả? Tại hôm bữa ngày đầu tiên vô đây thì chưa, cũng này chưa có, mới có một hai gian ngay đây thôi à. Dạ. Hết cái khu này của anh luôn hả? Hết khu này của anh luôn hả? Dạ. Mai dạo từ Dạ. Ơi, chúc anh mua may mắn tốt nha. Rồi, Em đi vòng vòng đây cái. À, chào anh ha. Hoa giấy nè. Hoa giấy, hoa cúc rất là đẹp. Đó. Đây quý vị. Chậu hoa rất là đẹp ha. Đó, hoa mai quá trời luôn này các bạn. Thì hôm nay so với ngày đầu tiên mà Phú đến đây quay á, thì hôm nay là các tiểu thương người ta đã về quá trời rồi các bạn. À, các tiểu thương người ta đã về hoa rất là nhiều rồi ha. À, những cái chậu bonsai nhỏ nhỏ này nè. À, thì Phú nói là cứ khoảng một hai bữa Phú sẽ lại tiếp tục quay trở lại cập nhật tình hình cho quý vị xem. Đây quý vị, đây là cửa hàng hoa lan nông dân quận 9. Lan hồ điệp rất là nhiều vậy. Lan hồ điệp đẹp lắm. À, những cái chậu lan hồ điệp cực kỳ đẹp luôn. Chậu này thì nhiều tiền lắm. Như chậu này là Phú nhìn thấy là cái giá là 21 triệu. Đấy, ra đẹp. Đây là cơ sở 10 Phong Lan nổi tiếng ở Biên Hòa. Cơ sở này thì người ta không có cho vô quay phim đâu quý vị. Ai muốn mua thì mua thôi chứ không có cho quay phim. Khu này hoa giấy rất là nhiều này. Thấy không? Hoa giấy ra bông quá trời luôn. Hoa màu gà, hoa giấy, những cái chậu nhỏ nhỏ này rất là đẹp không quý vị ha. Đó. Tình hình thì Hú thấy là khá là vắng. Các tiểu thương người ta đã về hoa nhiều rồi. Nhưng mà quan trọng là
có ai đi mua hay không quý vị. Đây là một cái điều mà thực sự là rất là quan tâm. Đấy, nhìn này, những cái chậu mà nhỏ nhỏ này. Đấy. Tiểu thương thì người ta về hoa nhiều rồi, nhưng mà quan trọng là có người đi mua hay không mới là quan trọng quý vị. Đấy, quý vị thấy không? Rất là nhiều những cái gian hàng hoa rồi tắc rồi quất ở đây. Đấy, nhiều lắm. Nhưng mà quan trọng là Phú vẫn chưa thấy là người dân đi mua tấp nập như mọi năm. Đấy. Đấy, những cái chậu mai này. Nhiều khi mọi người lại chờ đến cái dịp mà sát ngày rồi để có được cái giá tốt. Chứ còn năm nay thì quý vị cũng biết rồi đấy. À, những cái chậu mai nhỏ nhỏ như thế này mà quý vị để trên cái bàn uống nước ở trong phòng khách ha. Mùng 1 rồi khách đến chúc tuổi có cái chậu mai này để trên cái bàn uống nước thì đẹp lắm. Đấy, cái chậu ớt rồi vạn thọ nhỏ nhỏ này nhiều đẹp quý vị. Đấy, những cái giỏ hoa này. Đấy, quý vị thấy không? Thật sự luôn là nguyên một cái chợ hoa này loe ngoe được có vài người thế này thì đây là một cái tín hiệu mà Phú cảm thấy là không có được vui cho lắm. Đấy, cúc đại đoá này, bonsai ha, rất là nhiều ha. Thì còn một tuần nữa, tôi hy vọng rằng là bà con tiểu thương sẽ bán được nhiều hoa hơn vậy ha, bán được rất là nhiều hoa luôn. Để ai cũng có được cái niềm vui. Hai quý vị, hoa giấy này. Bà con tiểu thương bán được hoa cũng vui, mà người dân mua hoa về chơi Tết cũng vui. À, những cái chậu hoa cái dạng hòn non bộ ở đây giá hơn chục triệu quý vị. À, Phú lại tiếp tục qua khu bên này nha. Thực sự là khá vắng quý vị. Quý vị xa nhà, xa quê hương xem video cho đỡ nhớ nha. Những cái cửa hàng ăn vặt ở đây hôm nay cũng bày ra buôn bán hết rồi. Lan này quý vị. Này, lan này, cái chậu lan rất là đẹp ha. 1,2 triệu một chậu quý vị. Đây, mai này. Cái chỗ nào mà người ta để giá, người ta dán cái giá vào cái chậu luôn ấy, thì Phú sẽ đọc giá cho quý vị nghe. Còn thực sự là Phú không dám hỏi giá. Quý vị biết rồi đấy. Đã có ai mua đâu vào hỏi giá. Hỏi giá lằng nhằng đập vỡ mặt. Đây quý vị. Đây những cái đồ trang trí Tết lưu niệm. Hoa hoa giấy, hoa giấy mài, chậu mài rất là lớn rồi vậy, chậu mài rất là lớn luôn ha. Những cái chậu mài nhỏ nhỏ ở dưới nữa này cũng không thấy để giá. Không, đây là đào ấy, đào đào người ta nhập từ ở ngoài miền Bắc vô. Đấy, những cái chậu đào cũng rất là lớn ha, đào nụ nhiều lắm, quá trời luôn. À, như chậu này là người ta đề giá là 12 triệu này. Theo rất là nhiều.
Đây Phúc quay đây cho quý vị coi người này. Quý vị đâu thấy ai đâu đúng không? Đã thấy ai cả. Hoa này. Mấy người loe ngoe này chắc chỉ người tiểu thương đây người ta bán thôi chứ còn có thấy ai đi coi đâu. Chả thấy ai đi mua gì cả. Chắc có Phú là người duy nhất đi quay đi xem luôn. Nãy giờ Phú chưa thấy ai đi mua hoa đó quý vị. Đó. Này hoa về nhiều quá trời. Hoa hồng. Hoa hồng quý vị. Đây là hoa hồng. Hồng hoa cúc và giấy. Hoa giấy, hoa mai. Đó, nhiều đây. Bên này chúng ta có cúc mâm xôi. Đây, cúc mâm xôi. Đấy, có anh này đang đi xem hoa này. Được vài người rồi đó. Hoa đào. Đấy, các bác ba gác để đi chợ hoa cũng đứng đây luôn ngơ ngác luôn có ai mua đâu mà chở khổ lắm quý vị. Đây cúc đại đoá những cái chậu cực kỳ lớn luôn. Quất mọi người làm việc kết hợp với nhau. Tắc quất quý vị. Hoa mai. Tắc quất. Vạn thọ. Đấy. Mọi năm là cái chỗ này là kín mít luôn. Năm này chưa thấy gì. Mà nhiêu đây thôi là cũng thấy là đã mệt mỏi rồi. Chưa thấy có người mua rồi. Nếu mà nhiều nữa thì không biết làm sao nữa. Bởi vì ở quảng trường này ấy, là sáng 30 quý vị. Đến trưa 12 giờ là phải dẹp hết. Phải dẹp hết để người ta dọn dẹp với quảng trường. Để đến tối là đón giao thừa đó quý vị. Đêm mà đón giao thừa đó. Nên là tranh thủ cái tuần này thôi. Đây Phúc quay đầu lại nha. Đây, người ta cúc này quý vị. Cúc đại đoá nhiều lắm. Quất tắc. Các vị nhìn không? Rất là nhiều luôn ha. Cái chậu bưởi này. Đó. Tắc quất quá trời. Thì từ bây giờ cho đến Tết thì cứ khoảng 1-2 bữa Phú lại quay trở lại đây. Phú cập nhật tình hình cho quý vị xem. Xem là bà con đây người ta buôn bán thế nào. Đây quý vị nhìn này, ở đây người ta vẽ vạch này, những cái vạch sơn trắng trắng này ấy, là người ta phân lô ra đấy quý vị. Phân lô cho các tiểu thương người ta thuê để người ta bán đó. Cũng không biết là một lô này bao nhiêu tiền nữa. Hoa giấy này. Hoa giấy là đẹp. Thuê đất, thuê mặt bằng bán rất là nhiều tiền đấy. Đấy, các loại hoa chậu nhỏ nhỏ, hoa vạn thọ, rồi ớt. Những loại nhỏ nhỏ tắc quất này, nhiều rất ít người đi mua quý vị ơi thật luôn này hoa giấy này hoa giấy rất nhiều ha hoa giấy rất là nhiều bây giờ Phú đứng ở đây Phú quay lên cái con đường cho quý vị xem này nha này quý vị thấy này xung quanh này rất là vắng quý vị. Đấy, lâu lâu chỉ được có 1-2 người đi vòng 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 vậy thôi. Chưa chắc đã mua. Còn quý vị nhìn này, xe ba gác. Đấy. Xe ba gác đứng đây chờ rất là nhiều. Rồi các tiểu thương thì ngồi ở đây. Không thấy ai mua. Đây, hoa này quý vị. Tại vì tất cả mọi người là kết hợp làm việc với nhau. Đấy, tiểu thương thì bán hoa. Còn những cái bác mà chạy xe ba gác như thế này thì ngồi đây
ví dụ ai mua thì nhờ chở, không thuê chở thì chở, khổ ai mua đâu mà chở. Đấy, cũng xem vòng 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 thôi. Và giấy này các bạn nhiều lắm, rất là đẹp ha. Đó. Rồi chưa kể nè, mua chưa mua thì vô đứng chụp hình ha, vậy thấy không? Đấy. Đấy. Nhiều người thì đấy, nhiều người không biết có mua không á. Ra đứng chậu bông rồi chụp hình. Đấy. Đấy. Đổi qua đổi lại. Đấy. Đảo qua đảo lại rồi chụp xong coi chừng nát cái chậu hoa người ta luôn, khổ luôn. Nhiều khi đi mua rồi không mua, nhưng mà thấy hoa đẹp thì ghé vô chụp tấm hình. Đấy, các vị nhìn này, hoa nhiều lắm các vị ơi, rất là đẹp, bạt ngàn luôn, rất là nhiều hoa đẹp. Đấy, các vị có thể thấy này. Tiểu thương và các bác xe ba gác ở đây tập trung đấy rất là nhiều, chờ chở hoa nhưng mà cũng chả có. Nào có gì nào không, xe ba gác rất là nhiều luôn đấy, hoa này. Đấy, quý vị có thể thấy tiểu thương ngồi đằng trước ấy, hoa quá trời luôn. Có nhiều người thì vô chụp hình, nói chung là vô chụp hình cũng ok, nhưng mà ai mà có ý thức thì còn đỡ. Nhiều người vô chụp thì níu hoa này níu hoa kia, chụp xong là nát hết cái chậu hoa người ta luôn. Đấy, hoa lan như vậy. Đấy, vậy nhìn những cái chậu lan hồ điệp rất là đẹp ha. Đấy, có chậu như vậy là 5-6 triệu một chậu các bạn. Nói chung là năm nay là cũng rất là rẻ rồi, hoa lan mà như vậy những cái năm trước là phải tiền là chục triệu, 20-30 triệu. Đấy, năm nay chỉ có 5-6 triệu thôi, như vậy là cũng khá là rẻ rồi. Mai này quý vị, mai rất nhiều luôn. Nói chung là cái số lượng hoa năm nay đưa vào cũng ít rồi quý vị, này là ít nhiều luôn rồi đó. Đây, mai này. Đấy, tới đây là chúng ta ra tới ngoài rồi quý vị. Rồi, thì hôm nay là ngày 23 Tết âm lịch. Ngày đưa ông Táo về trời. Phú lại đưa quý vị các bạn vào thăm một vòng chợ hoa quảng trường Biên Hòa. Cập nhật tình hình ở đây xem là hôm nay như thế nào rồi. Thì bây giờ Phú lại tiếp tục đi ra ngoài, đi đến những khu vực khác để quay chia sẻ đến quý vị ha. Cái video này cũng xin được tạm dừng tại đây. Rất cảm ơn quý vị các bạn đã theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị các bạn vào những video tiếp theo. Chúc quý vị các bạn được nhiều sức khỏe và mọi sự bình an quý vị nha.